Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Dạo này thì mình không có quay clip gì nhiều hết các bạn. Tại vì mình cũng có lý do cá nhân các bạn. Mình chuẩn bị về Việt Nam chơi. Cho nên là bận rộn lắm các bạn. Trong ngày trong tuần thì lo đi làm. Còn ngày cuối tuần thì lo mua cái này mua cái nọ để chuẩn bị về Việt Nam các bạn. Mỗi lần về thì khá là tất bật. Phải mua này mua kia cho gia đình nữa các bạn. Ngoài ra thì cũng phải lo cái đàn cá này nữa các bạn. Về thì không ai cho tụi nó ăn á. Cho nên là mình phải xem sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý các bạn. Thì hôm nay rảnh mình có quay lại video về cái con Abastogramma Megaptera nhà mình. Để lâu lâu cập nhật tình hình cho các bạn coi. Cho có video up lên cho nó đỡ chán đó các bạn. Thì cho bạn nào chưa biết thì đây là cái cặp Abastogramma Megaptera nhà mình nha các bạn. Mình có làm clip về tụi nó rồi. Bạn nào quan tâm thì có thể lục các cái clip trước của mình up lên để coi các bạn. Thì tụi này ở nhà mình nó cũng đẻ rồi các bạn. Một cặp này mình thấy nó khá là hòa thuận các bạn. Con trống với con mái nó khá là hòa thuận. Lúc mà nó đẻ xong thì cả trống cả mái cùng chăm con. Không biết sao là nhiều bạn thì không có thích Megaptera bằng Inca 50 hoặc là Elizabeth. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy Megaptera cực kỳ đẹp luôn các bạn. Mình rất là thích Megaptera luôn á các bạn. Nếu mà so với Inca 50 và Elizabeth này nọ thì mình thấy nó đẹp không thua kém gì tụi Inca 50 hoặc là Elizabeth hết các bạn. Đặc biệt con Megaptera này cái vây trên của nó cực kỳ ngầu luôn các bạn. Các bạn nhìn này đó, đợi chút khi mà cái con này nó dương cái vây trên lên đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là đặc trưng của con Megaptera là bốn cái vây đầu tiên của nó ở phía trên đó, cực kỳ cao luôn các bạn. Rồi cái hàng vây sau của nó cũng phát triển rất là đã. Nên nhìn khi mà nó xòe vây ra nhìn rất là ngầu. Còn đó là con mái nhà mình các bạn nhìn thấy không? Cái con vàng khè nhìn nhìn cực kỳ ống ả, đó là cái con mái nhà mình đó các bạn. Nó đang vào mốt sinh sản đó các bạn. Các bạn nhìn cái màu này của nó là đang vào mốt sinh sản nè. Và cũng rất là dữ nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đó, nó cũng đang khè cái con mái ở trong gương đó các bạn. Nói chung là vợ chồng nhà nó thì con trống thì đang khè con trống trong gương. Còn con mái thì đang đi khè con mái trong gương. Rất là ngầu. Mình thì mình cực kỳ là thích Megaptera. Các bạn nhìn tuy là màu sắc nó không có lè lẹt được như Inca 50, nhưng mà nó có cái vẻ đẹp đặc trưng hoang dã của dòng Abastogramma các bạn. Vây rồi rất là ngầu, vây trên dựng rất là cao, đuôi cũng đẹp nữa các bạn. Màu sắc của nó thì khá là đơn điệu thôi, nhưng mà tại nó ngầu nên mình nhìn thích các bạn. Đặc biệt là cái bọn Megaptera này nó đẻ rất là nhiều nha các bạn. Mình để ý thấy cứ 2 tháng nó đẻ một lần đó các bạn. Cho nên là bạn nào mà muốn nuôi Megaptera sinh sản thì dễ lắm các bạn. Mình thấy cứ đúng 2 tháng đẻ một lần, 2 tháng nó đẻ một lần mà nó đẻ nhiều. Nếu mà bạn nào có thời gian chăm sóc thì chắc là cũng gây dựng được khá khá đàn Megaptera các bạn. Về thông số rồi, chất lượng nước, bể nuôi rồi này nọ thì mình đã có chia sẻ trong một vài clip trước về Megaptera rồi. Bạn nào quan tâm thì có thể tìm các cái clip đó để coi nha các bạn. Còn trong video này thì mình xin phép không có đề cập tới mấy vấn đề nữa. Mình chỉ quay con Megaptera này cho nó đẹp rồi kiếm chuyện nào khác nói với mấy bạn thôi. Thì trong video này chắc là mình sẽ nói về cái vấn đề so sánh với con cá Will với lại cái con cá mà nuôi đẻ ra các bạn. Tại thấy cũng có một vài bạn inbox mình hỏi về cá Will là cá như thế nào và cá nuôi đẻ ra thì như thế nào, và hai cái loại đấy thì có lợi có hại khác nhau như thế nào các bạn. Thì con cá Will đúng như cái tên gọi của nó là cá hoang dã các bạn. Đó là tên mà người ta hay gọi để chỉ mấy con cá đánh bắt ngoài tự nhiên các bạn. Những cái con cá mà khi được bắt trực tiếp ở trên sông Amazon rồi, hoặc là các cái nhánh sông Amazon thuộc các nước như là Colombia, Peru rồi Brazil này nọ các bạn, được nhập bằng đường hàng không về. Ở mình thì mình đang sống ở Nhật nên mình nói là nhập về Nhật nha các bạn. Còn Việt Nam thì nó sẽ nhập về Việt Nam, thì nhập bằng đường hàng không về Nhật và sau đó thì được bán trực tiếp cho người chơi. Thì những cái
Con cá như vậy á, đánh bắt ngoài tự nhiên trực tiếp như vậy thì được gọi là cá wheel các bạn. Và đặc điểm của những con cá đó là nó rất là đẹp nha các bạn. Tại vì khi mà đánh bắt trong tự nhiên á, thì đương nhiên là họ sẽ chọn lọc những cái con cá nào mà đẹp nhất để mà họ bán ra thị trường. Và những cái con cá trong tự nhiên á, thì nó không có bị lai tạp với nhau các bạn. Tức là cận huyết rồi này nọ nó không có lai với nhau á. Tại vì sông ngòi thì các bạn biết rồi, cá thì vô vàng nên là không có chuyện mà khó mà có chuyện tụi nó lai cận huyết đồ với nhau lắm. Cho nên tụi nó vẫn giữ được cái nguồn gen cá nó tốt đó các bạn. Cho nên cá wheel thường nó rất là đẹp. Nhưng mà nó bị một cái khó khăn đó là những con cá wheel á thì thường nếu mà nó chưa thuần nước rồi á thì nó còn khó nuôi hơn bình thường các bạn. Nó đòi hỏi nước pH thấp giống như điều kiện sông ngòi chỗ người ta bắt nó các bạn. Hoặc là nó nhát các bạn. Tại vì nó chưa thấy người rồi bao giờ á, cho nên là khi các bạn nuôi nó nhát lắm. Nó hay trốn góc đồ rồi này nọ, nó không chịu ra ăn rồi các bạn. Nên bạn nào mà nuôi lâu á, kinh nghiệm nó nhiều á thì mua cá wheel về thuần cũng nhanh. Nhưng mà bạn nào mà mới nuôi thì cũng hơi có cái nguy hiểm chỗ đó. Thì bù lại thì con cá wheel nó cực kỳ đẹp như mình nói hồi nãy á, là do đánh bắt ngoài tự nhiên người ta chọn lọc và nó không có bị cận huyết. Cho nên con nào con nấy nhìn cực kỳ ngầu và cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ở bên Nhật này á, thì nếu mà bạn lên các cái trang đấu giá như Yahoo Auction hoặc là các bạn mua cá ngoài tiệm này nọ thì giá cá wheel bây giờ nó cũng đắt hơn hẳn so với những cái con cá mà được nuôi đẻ ra nha các bạn. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là những con cá nuôi đẻ ra thì nó xấu đâu các bạn. Nếu không phải là cá wheel mà là cá nuôi đẻ nhưng họ chọn lọc từ hai con, nó có bộ gen tốt và nó không có cận huyết, nó không có lai kiểu anh chị em với nhau á các bạn, thì con cá nó sẽ vẫn giữ được những cái nguồn gen rất là tốt và nó rất là đẹp nha các bạn. Bằng chứng là ở bên Nhật này họ vẫn bán những cái con cá không phải là wheel và họ ghi rõ là nó là cá được nuôi sinh sản ở trong môi trường bể nuôi hoặc môi trường nhân tạo và nuôi ở đâu rồi luôn các bạn. Họ ghi nguồn gốc là đàng hoàng. Ví dụ như họ hay để nhãn là Europa Brida, tức là những cái con cá mà được nuôi sinh sản ở châu Âu, thường là ở Đức đó các bạn. Xong rồi họ nhập qua. Thì những cái trại cá, mình không biết là ở bên đấy có trại cá hay không, nhưng mà mình thường hay hỏi những cái chủ shop á, thì họ hay bảo là cá nhập từ Đức các bạn. Thì những cái con cá đấy á, thì mình thấy nó vẫn đẹp, không thua gì con cá wheel hết. Chắc là do họ chọn lọc nguồn cá cha mẹ nó tốt đó các bạn, thì nó vẫn đẻ ra những cái con cá rất là đẹp. Và cá nuôi đẻ thì nó có một cái điểm thuận lợi hơn cá wheel rất là nhiều. Đó là tụi nó thuần nước các bạn. Khi mà bạn nuôi cá nuôi đẻ ra thì từ nhỏ nó đã được sống trong cái môi trường bể nuôi của mình rồi. Cho nên nó không có đòi hỏi chất lượng nước cao như là những cái con cá wheel. Cho nên bạn nuôi những cái con cá sinh sản như vậy nó rất là dễ. Và hầu như là ai cũng có thể nuôi được. Thì đó là một cái điểm rất là lợi. Và nó được nuôi trong môi trường nhân tạo cho nên là nó chịu ăn những cái thức ăn công nghiệp như là cám này nọ của mình đó các bạn. Cho nó ăn cám rồi thì giảm được rất là nhiều rủi ro về các cái bệnh do vi khuẩn đồ, do mình cho ăn các cái đồ tươi mà không đảm bảo vệ sinh an toàn đó các bạn. Thì video này mình chỉ muốn nói về một cái khái niệm mà ở Nhật họ rất là, những người nuôi cá mình thấy họ rất là chú trọng, đó là cá wheel hay là cá nuôi đẻ các bạn. Còn ở Việt Nam mình thì chắc là anh em cũng không có chú trọng lắm. Nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ để cho các bạn biết thêm về Abastogramma, một cái thuật ngữ người ta hay dùng trong giới cá cảnh Abastogramma thôi các bạn. Thì ở bên Nhật này họ chú trọng lắm. Những cái con nào mà cá wheel thì thường đấu giá hay là bán đồ thì giá nó cao lắm các bạn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video khác trên kênh YouTube của mình nha.